Mỹ gây chiến tranh thương mại vì bị Trung Quốc kích động, đằng sau việc bộ phim Lợi hại thay nước ta bị đột ngột cấm chiếu, bài viết của Thu Thủy. Gần đây ở Trung Quốc nổi lên mấy sự kiện đáng chú ý. Giáo sư Hồ An Cương bị phê phán bởi thuyết Trung Quốc đã vượt Mỹ. Bộ phim Lợi hại thay nước ta, Imagine China, bị ngừng phát hành sau mấy tháng gây nên cơn sốt trên cả truyền thông chính thống, lẫn trên các trang mạng và báo chí được chỉ đạo, không nhắc đến kế hoạch made in china 2025 nữa. Vì sao vậy? Đằng sau các sự kiện trên là gì? Có phải chúng là nguyên nhân trực tiếp khiến tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận gây chiến tranh thương mại với Mỹ như ý kiến của một số nhà phân tích thời cuộc trong và ngoài Trung Quốc. Bộ phim lợi hại thay nước ta. Tên tiếng Anh là Amazing China, là bộ phim tài liệu nhựa được cắt gọt, biên tập dựa trên 6 tập phim truyền hình Trung Quốc Huy Hoàng. Bộ phim do đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV và công ty cổ phần điện ảnh Trung Quốc phối hợp sản xuất, phát hành được công chiếu rộng rãi trên tất cả các rạp chiếu phim toàn Trung Quốc kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2018 và đưa lên các trang mạng phim thương mại. Nội dung phim ghi lại những thành tựu mà Trung Quốc giành được từ đại hội 18 tháng 11 năm 2012 đến nay bộ phim tràn ngập những hình ảnh về những kỳ tích vượt bậc gây nức lòng người của Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật như máy bay tàng hình j hai mươi tàu sân bay liêu ninh cầu lớn vượt biển nối hồng kông Chu hải ma cao máy bay chở khách c chín trăm chín kính viễn vọng đường kính năm trăm mét tàu lặn thần long một tàu cuốc lam kình hai phi thuyền không gian thần châu 11, một vệ tinh thực nghiệm khoa học lượng tử xe điện phục hưng xuyên suốt bộ phim là những lời ca ngợi với ngữ điệu cao nhất, được hình dung là tác phẩm truyền đi sức mạnh Trung Quốc, gây nên cân sốt không những ở trong nước mà cả trong người Trung Hoa hải ngoại. Các rạp được yêu cầu chiếu bộ phim này ngày hai lần, sáng, chiều để phục vụ khán giả. Các cơ quan đơn vị tổ chức cho cán bộ nhân viên đi xem tập thể, không khí trong rạp trong các bộ chiếu được mô tả, tưng bừng khí thế yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Theo trang tin iFan, thì tiền bán vé ở các rạp đạt tới 478 triệu nhân dân tệ, lập kỷ lục lịch sử về số tiền bán vé thu được cho một bộ phim điện ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 4, bộ phim đột nhiên bị thông báo rút khỏi hệ thống rạp, bị gỡ khỏi các trang phim trực tuyến theo chỉ thị của Ban tuyên truyền Trung ương. Việc bộ phim lợi hài thay nước ta đột ngột bị cấm lập tức gây nên sự chú ý bàn luận sôi nổi. Trên mạng xã hội xuất hiện hai luồng ý kiến, luôn thứ nhất cho rằng bộ phim bị ngừng chiếu do một số nội dung nhạy cảm liên quan đến việc mỹ chỉ trích trung quốc lấy cắp kỹ thuật của phương tây thậm chí có thể khiến các cơ quan tình báo âu mỹ cảnh giác luận thứ hai cho rằng có lẽ các nhà sản xuất mượn cớ lệnh cấm của ban tuyên truyền trung ương để kiếm tiền ông lỗ nang ở đại học nhân dân nói mục đích lúc đầu của bộ phim này là cổ súy chủ nghĩa dân tộc nhưng sau khi xảy ra tranh chấp màu dịch trung mỹ đặc biệt là sự kiện ZTE. Trung Quốc bị coi là lấy cắp kỹ thuật của phương Tây. Các chuyên gia, chuyên ngành đều lên tiếng cho rằng cái gọi là thành tựu trong lĩnh vực cao của Trung Quốc không thật sự lợi hại như tuyên truyền trong phim. Ông nói trong phim có nhiều chỗ mô tả đã tham khảo vận dụng kỹ thuật của người khác như thế nào, nhanh chóng biến thành của mình ra sao, chả khác nào bản tự khai cung. Cho nên bộ phim nhanh chóng bị gỡ xuống đang lúc người Mỹ đang mài dao chặt chém ngành chế tạo của Trung Quốc, ZTE bị cấm giao dịch 7 năm với các hãng cung ứng Mỹ, đối mặt nguy cơ phá sản, thì lợi hại thay nước ta lại ra sức tung hô khoa học kỹ thuật của Trung Quốc thật không phù hợp và bộc lộ sự cách biệt lớn với Mỹ về kỹ thuật cao. Việc Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố cấm các công ty Mỹ trong vòng 7 năm không được bán linh kiện cấu kiện cho công ty kỹ thuật cao ZTE đã khiến việc phát triển công nghệ 5 Chi sản xuất điện thoại thông minh và cả các công ty Huawei, Alibaba hoảng sợ. Lại có ý kiến phân tích trong phim Lợi hại thay nước ta, có rất nhiều tình tiết nói về kỹ thuật, có thể bị coi là lấy cắp, dùng trộm và cưỡng bức chuyển giao kỹ thuật của Âu Mỹ. Nếu họ nắm lấy làm chứng cứ thì sẽ có thêm nhiều công ty đứng trước nguy cơ diệt vong giống như ZTE. Lại có người chỉ trích đường sắt cao tốc được gọi là niềm tự hào dân tộc. Nhưng toàn bộ cấu kiện quan trọng nhất không phải do Trung Quốc sản xuất. Mã nguồn phần mềm khống chế cũng là của Đức và Nhật. Rêu rào Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành trò cười trên mạng. Việc công ty ZTE bị Mỹ trừng phạt giống như một liều thuốc tỉnh ngủ mạnh khiến những người cực kỳ phấn khích bởi phim Lợi hại thay nước ta đột nhiên ý thức được rằng thì ra phía sau ảo tưởng Trung Quốc trỗi dậy còn có sự thật và nguy cơ thực tế hơn. Nhiều người sử dụng Internet sau khi xem phim này đã diễu cợt, chính quyền vội vã gỡ bộ phim xuống để đổi tên thành bị hại rồi nước ta hoặc lợi hại thay nước Mỹ, rồi sẽ cho chiếu trở lại. Nhân dân nhật báo điện tử trong một động thái khác thường, trong tháng 7 đã đăng liên tiếp 3 bài phê phán Thối thổi phòng, tự đại, chỉ trích trào lưu thổi phòng tự đại, lạc quan mù quáng đề cao bản thân, hạ thấp người khác, vùng vén tư tưởng dân túy, khiến quốc dân tê liệt tinh thần. Những tiếng nói dư luận kiểu đó trăm điều hại, không một điều tốt. Đáng chú ý hơn là ý kiến của giáo sư xã hội Đại học Thanh Hoa Tôn Lập Bình, viết trên Weibo được lan truyền rộng rãi. Ông viết sự kiện GTE một lần nữa cho thấy tinh thần yêu nước kiểu nghĩa hòa đoàn không ổn chút nào trước hiện thực tàn khốc các kỹ thuật cốt lõi, mũi nhọn, tinh túy hầu như đều nằm toàn bộ trong tay người Mỹ. Các trường đại học danh tiếng Ivy League và các cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Mỹ đã hội tụ được các nhân tài giỏi nhất toàn cầu, cam chịu lặng lẽ nghiên cứu cơ sở suốt mấy chục năm. Trung Quốc chỉ trong thời gian ngắn về căn bản, đừng mong đuổi kịp họ. Theo truyền thông Trung Quốc, trong hai ngày 25 và 31 tháng 7, ông Tượng Kiến Quốc Phó ban tuyên truyền Trung ương đột ngột bị bãi chức chủ nhiệm văn phòng tin tức quốc vụ viện và ông Trang Vinh Văn được thăng từ chức phó lên chủ nhiệm văn phòng thông tin và Internet Trung Quốc, vọng tính biện. Ngoài ra, ngày 30 tháng 7, Tân Hoa Xã đưa tin Lỗ Vĩ, nguyên phó ban tuyên truyền Trung ương, chủ nhiệm vọng tính biện, người được gọi là Sa Hoàng Mạng, bị tòa án Ninh Ba đưa ra xét xử ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đã dùng những từ ngữ nặng nề đối với lỗ vĩ người bị coi là người khởi xướng trào lưu sùng bái cá nhân như cực kỳ không trung thành với trung ương ngoài thuận trong nghịch lừa gạt trung ương là kẻ hai mặt điển hình tờ đa chiều coi lần điều chỉnh nhân sự này là phái thực tế loại bỏ phái thổi phòng sự điều chỉnh nhân sự ngành tuyên truyền có lẽ là sự uống nắng biện pháp tuyên truyền nhằm loại bỏ sự hiểu lầm về Trung Quốc của bên ngoài, tạo dựng nên hình ảnh đúng về Trung Quốc. Cũng có ý kiến phân tích nói, sự điều chỉnh về tuyên truyền lần này là phản ánh Trung Quốc đã bị đòn đau trong chiến tranh thương mại.